thì chỉnh sửa giùm con. Dạ, bây giờ con cũng xin dâng mic cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phật Thạnh, Đại Đức Phước Sàng. Kính chào Phụ Tôn Nữ Như Pháp, kính chào Chư Thiện Nam Tín Nữ. Hôm nay Sư Mê Tà Hoàng Kính Lê Bá Tam Bảo thọ trì quy giới rất là xuất sắc ha. Bây giờ mới 4:30 tức là hoàn thành trước thời gian và không có gì sai sót. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 139. Trước khi đi vào bài học, xin phép được tán dâng ân đức Tam Bảo. Buddho Mahayasi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sabbagaru Hichit Thakko Loka Sasatha Chanadam Mappu Udo Vanda Mahantang Narappu. Chánh này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tư để Ngài đánh tượng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ vi a tát sa sát thu nô lô ca nó mình thát sa vi na ca rô cô sa pa nhu bút thấp bát đi phù thi sanh nhá tô hoàn đà ma hành tầng nát ra phù. Cái này giác tầng pháp bảo vi nhân vạn như lai soi sáng vẹt mạng vô minh tan làm chúng sinh đệ nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Tăng khu quý số thô chú các tá sa sa quá cô xích tha chú ca mô quá rá thầm mát xích tha cô nình đà trần sa rí á na rá rô quá rô hoàn đà mát hành tà ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo tin bông Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa tế pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế gia tê chê ná sách khà mê ê tu quá tha năng tá xà bí à nú quà quê ná xa hạ xà dê ná sách chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 139. Ra chắc tu và u ba sắc gần. Ra chắc tu và u ba sắc gần. Ra chắc tu và u ba sắc gần. Câu số 2. Áp thất khả năng chá đa rút năng. Áp thất khả năng chá đa rút năng. Áp thất khả năng chá đa rút năng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ra chá tô và u ba sắc gần áp thất khà nành chá đà rút năng. Ra chá tô và u ba sắc gần ốc phật khà nành chá đà rút năng. Ra chá tô và u ba sắc gần ốc phật khà nành chá đà rút năng. Rồi câu 3 câu 4. Barikha dành chá nhà tì năng. Barikha dành chắc nhà tì năng. Barikha dành chắc nhà tì năng.
và câu cuối cùng Phô ga năng quá bóc băng cụ răng Phô ga năng Phô ga năng quá bóc À bóc băng cụ răng Đặt bóc là sai ha Phô ga năng quá bóc băng cụ răng Rồi đọc lại hai câu sau ha Barika yan cha nhà ti năng phô ga năng quá ba phần vũ răng Barika yan cha nhà ti năng phô ga năng quá ba phần vũ răng Barika yan cha nhà ti năng phô ga năng quá ba phần vũ răng Rồi bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới. Ra cha tu wa u ba sắc răng ấp phật kha nhân cha đa rút năng parik kha nhân cha nhà tỳ năng phù gà năng quá ba phần rút răng. Ra cha tu wa u ba sắc răng ấp phật kha nan cha đa rút năng parik kha dành cha nhà tỳ năng phù gà năng quá ba phần rút răng. Đọc thêm lần nữa ra cha tu wa u ba sắc răng ấp phật kha nan cha đa rút năng parik kha dành cha nhà tỳ năng phù gà năng quá ba phần rút răng. Rồi bây giờ trong cái dòng kinh này chúng ta có thêm một cách đọc nữa. Ra cha tu wa u ba sắc răng ấp phật kha nan cha đa rút năng. Cuối câu số 2 chúng ta nghỉ ha, bởi vì đó là trường âm. Ba ri kha dành cha nhà tỳ năng phù ga năng quá ba phần cụ răng. Đọc lại lần nữa. Ra cha tu wa u ba sắc răng ấp phật kha nan cha đa rút năng ba ri kha nhận cha nhà tỳ năng phù ga năng quá ba phần cụ răng. Và giống kệ thì cũng đọc một lần hai câu ha. Một câu tám từ chúng ta chia làm hai bốn bốn và đọc liên tục một lần hai câu để cái âm điệu nó nương nhau lên và xuống nghe mới dễ nghe một chút. Ra cha tô wa u ba sắc răng a pha kha nan cha đa ru nang ba re kha yan cha nha ti nang pho ga nang wa ba phang u răng ra cha tô wa u ba sắc răng âm pha ca nan cha đa ru nằng ba ri kha yan cha nha ti nằng phù ga nằng wa ba phăng u răng thêm lần nữa ha ra cha tô wa u ba sắc răng âm pha kha nan cha đa ru nằng ba ri kha yan cha nha ti nằng phô ga nằng qua ba phăng gu răng hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội bà con phải tan tài sản bị nát tan. Rồi sa thú siết mê ta siết pháp nguồn rồi siết kim nữa rồi quan hệ xin mời dạ nam mô bổn thà dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ cảm ơn cô Kim cô Đờ Men cô Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ dạ ba người là quá đủ rồi dạ con trước hết
con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Quý Bà. Cô tu dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 139 ạ. Ra chát tô ubas, dạ con đọc lại nó nhảy lên ạ. Ra chát tô wa ubasak yang ap phak kha nan cha đà ru nang ba rít kha dần cha nhà tì năng phô ga năng qua ba phần gu rằng. Dạ con xin phân tích. Ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, tô qua hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, bá đoạn âm, sắc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp phắc là hai trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, nanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha tô wa ubasak gan ap phak kha nan cha đà ru nang. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, rít trường âm nhấn, khá đoạn âm, danh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nha, ti hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô ra là hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá bá là hai đoạn âm, phân trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Ba rít kha dần cha nhà tì năng phô ga năng quá ba phần gú răng. Dạ con xin đọc lại từ đầu. Ra cha tô wa ubasak gan ap phak kha nan cha đà ru nang ba rít kha dành cha nhà tì năng phô ga năng quá ba phần bu răng. Ra cha tô wa ubasak gan ap phak kha nan cha đà ru nang ba rít kha dành cha nhà tì năng phô ga qua ba phần gu răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Ra cha tô wa ô ba sắc văn ập phật kha nan cha đà ru nang ba rít kha dân cha nhà tì năng phô ga năng quá ba phần gu răng. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin kính mời cô Kim đọc tiếp ạ. Là con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Giang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin phép được kể câu pháp cú 139 ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim, cô Thế Mẫn, cô Hồng Mai, cô Meta cho biết tín hiệu ạ. Dạ con xin được đọc bài. Ra cha tô wa upasakam appakkhanang cha darunang parikkhayang cha natinang phô ga năng qua ba bằng vô răng. Xin đọc lại một lần nữa. Ra cha tô qua upa sắc găng áp thắc khả năng cha đà ru năng parikkhayang
cha nhà tỳ năng phô ga năng qua pa bằng vũ răng ra cha tô qua upasagang apakha năng cha đà ru năng parikha dành cha nhà tỳ năng phô ga năng qua pa bằng vũ răng. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, á là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, bách trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, nanh trường âm thông thường, chá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra cha tô qua upak sắc đằng áp phát khả nành cha đà rú năng. Cái chữ nành kia là trường âm nhấn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Parikha yang cha na ti nang pho ga nang wa pa pang gu rang. Á là đoạn âm, rik là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nha là trường âm thông thường, ti là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pho là trường âm thông thường, ga là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, bá là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, băng là trường âm nhấn, vú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Ra cha tô qua upasagang apak apak kha nang cha đà ru năng parikha yang cha nhà ti năng phô ga năng qua pa bằng vũ răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Cha ra cha tô qua u pa sắc găng a pa kha nang cha đa ru năng pa ri kha yang cha na ti năng pho ga năng qua pa băng ru găng ra cha tô qua u pa sắc găng apakhanang cha daru nang parikhang cha nyati nang phoganang qua papangurang. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Dạ, con đã đọc và kể xong, có gì sai thì xin ngài cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin phép được xin mời. Chị Kim ơi, rất tích cực chị Kim ơi.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn The Man, chị Meta, Pháp Nguồn Lào Cai cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, tại vì chị Kim rất mít nên hôm mai sẽ thay thế. Dạ, xin đọc câu pháp cú số 139. Ra cha tô và upasak gan thắc kha nành cha đà ru nặng pa ri kha dành cha nhà tỳ nặng phô gà nặng qua pa phần gu rằng ra cha tô và upasak gan áp phát kha nành cha đà ru nặng pa ri kha dành cha nhà tỳ nặng phô gà phần gu rằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ra là trường âm thông thường, chá đoạn âm, tô, qua hai trường âm thông thường, ú, pá hai đoạn âm, sắc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp, phát hai trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, năm trường âm nhấn, chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm. Ra cha tô và upasak gần áp phát kha nành cha đà ru nặng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Parikha dành cha nhà tỳ năng phô gà năng qua pa phần ru rằng. Pá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khá đoạn âm, danh trường âm nhấn, chá đoạn âm, nha, ti hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô, ga hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, pá hai đoạn âm, phân trường âm nhấn, rú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Parikha dành cha nhà tỳ năng phô gà năng quá pa phần vu rằng. Dạ, con xin đọc lại hết câu pháp cú số 139. Ra cha tô và upasak gần áp phát khà năng cha đà ru năng parikha dành cha nhà tỳ năng phô gà năng quá pa phần vu rằng. Ra cha tô và upasak gần áp phát kha nành cha đà ru nặng parikha dành cha nhà tỳ năng phô gà năng qua pa phần vu rằng. Hoặc tai họa từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Châu đọc kệ ạ. Rajatowa upasakgan afakhanan chadarunan parikhayan chanyatinan foganan wa pasangguran. Rajatowa upasakgan afakhanan chadarunan parikha yan cha ya ti nang pho ga nang wa ba phân gu rằng. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm ạ. Xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn mọi người. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Xin xuống mic ạ. Hello, hello, quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Chặt ra đây. Tôi xin quý vị cho tín hiệu có nghe rõ không? Yeah, 1, 2, 3. Ôi, ba người nghe rõ rồi. Dạ, cảm ơn. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ủa, cô Bích Trà có số 2 nữa. À, dạ, cảm ơn, chắc đánh lộn. Dạ, yeah, ô, nhiều người nghe rõ không? Biết hồi nãy đang nghe đây thì nó âm thanh, nó những điếc, nó không nghe được gì hết. Rồi cái sau đó lên cũng không, quý vị cho tín hiệu không nghe rõ, cái bị trục trặc gì đó, ngồi đi ra đi vô lại. Bây giờ quý vị nghe rõ rồi ha. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin trả bài kinh pháp cú số 139. Ra cha tô và upasak gần áp phát
khà nành cha đà gu nặng bác lịch khai dặn cha nhà tỳ nặng bồ gà nặng qua ba phần cu rằng và cha tổ và u pha sắc dặn áp thắt khà nành cha đà gu nặng bác lịch khai dặn cha nhà tỳ nặng bồ gà nặng qua ba phần cu rằng con đọc lại một lần nữa đi. Ra cha tổ ra cha tổ và úp pha sắc dặn áp thắt khà nành cha đà gu nặng ba vết khai dặn cha nhà tỳ nặng bồ gà nặng qua pha phận cu rằng phân tích câu 1 và câu 2 ra trường âm thông thường chá đoạn âm tô qua hai trường âm thông thường ú bá hai đoạn âm sắc trường âm ngắn gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 áp thắt hai trường âm ngắn, kha trường âm thông thường, năm trường âm ngắn, chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ra chá tô qua úp phá sắc gần áp thắt kha năng chá đà rú năng bác đích cha dần cha nhà tỳ nằng bồ gà nằng qua ba phần vu rằng phân tích câu số 3 bá đoạn âm rít trường âm nhắn khá đoạn âm danh trường âm nhắn chá đoạn âm nhà tỳ hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cũng lại câu cuối cùng phô ga hai trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá bá hai đoạn âm thăng trường âm nhắn gú đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kể. Bá rít kha dành cha nhà tỳ nằng bồ gà nằng quá bá phần gú răng ra cha bồ qua úp phá sắc gần áp thắt kha nằng cha đà gú nằng bá rít khai dành cha nhà tỳ nằng bồ gà nằng qua pha phần vu rằng ra cha tô qua úp phá sắc dần áp thắt khà nằng đà ru nằng bác đích khai dành cha nhà tỳ nằng bồ gà nằng qua pha phần vu rằng ra cha tô qua úp phá sắc dần áp thắt khà nằng cha đà ru nằng bạc vịt khá đánh cha nhà tí năng bồ gà năm qua phát căng ru răng và cha tô qua ốp phát sắc răng ập phát khá năng cha đa ru năng bạc vịt khá dăng cha nhà tí năng bồ gà năm qua phát răng phát phăng ru răng hoặc tai vạ từ vua hai bị vu trọng tội bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 139. Quý vị còn nghe tôi rõ không quý vị? Dạ, hôm nay để cho bông qua vỗ tay vỗ chân cô Mít Trà cũng dạy hành pháp cho nghe tính rõ. Cảm ơn hành pháp. Dạ tưởng thấy im lặng quá không biết âm thanh có còn không nữa, đợi vô thường quá. Dạ cảm ơn. Xin các sư các cô tu nữ và quý Phật tử thấy tôi có sai cái gì xin cho biết để chỉnh sửa. Dạ xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa trùng vỗ tay vỗ chân, không biết người nào tới nữa. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ alo, mà quý chị có nghe rõ không ạ? Dạ hình con xin hỏi lại là con xin định để
quý tăng, quý cô tu nữ và đạo tràng. Nam mô Sankhaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Nam mô Buddhaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin đảnh lễ các xin kính chào các đạo hữu và đảnh lễ đạo tràng. Con có câu hỏi là cái câu quý câu thứ ba đó, Parikhayam va nhà tin năng hay là Parikhayam sa nhà tin năng, tại vì cái trong cái cuốn kinh của con là nó là vá chứ không phải là chá, cho nên con muốn hỏi ở đây thôi. Rồi bây giờ con xin đọc luôn câu 139 luôn ạ. Rayato va upasak yang upak khanang cha tarunang tarunang parikha yang va nyatinang pho pho yanang va pak kha va pap phang gunang gurang va pap phang gurang. Con xin đọc lại ạ. Rayato va upasak yang Oppa khang nang cha daru nang parikha yang va nya ti nang phoga nang va pa pang va pa pang gu rang. Con xin đọc lại ạ. Ra cha to va Pasa gang apa khang nang cha daru nang parikha yam va nyati nang pho ga nang va pa pha va pa pangu nang. Hoặc tai và từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ra câu, con xin phân tích câu 1, câu 2 trước. Ra cha tô và upa sát càng upa khẳng nặng cha đà ru nặng ra. Trường âm thông thường cha, đoạn âm tô trường âm thông thường, và trường âm thông thường, upa hai đoạn âm, sắc trường âm nhấn gân, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, up trường âm nhấn phát, trường âm nhấn thăng, trường âm kha trường âm thông thường, năng trường âm nhấn chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pát trường âm pát đoạn âm, rít trường âm nhấn khá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá đoạn âm, nha ti hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phát đoạn âm, phát đoạn âm, phăng trường âm nhấn cuốc đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu 3, câu 4. Parikhayam va nyati nang pho ganang va pa phang va pa phang ku nang. Con xin đọc lại nguyên bài. Raja to va upasa gang apak chan apakha nang cha daru nang parikhayam va nyati nang pho ganang va pa va pa pa ku na ku rằng pa 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 ku rằng. Dạ, con xin đọc lại thêm lần ạ. Ra cha to va upasa gang appa khanang cha daru nang parikha yang
văn nhà tiền nàng phố phố gà nàng và ba phẳng vũ rằng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Raja do va upsa upasa gam apakhanam chadarunam parikhayam vanyadinam vayanam va papavuram. Raja do va upasa gam apakhanam kanang cha darunang parikhayang vanatinang phuyanang va papagurang. Dạ con xin đã hết bài ạ. Dạ con dạ con xin cảm ơn ngài Chí Đức ạ. Dạ con xin nhường lại mic cho mọi nhường lại mic. Alo, 123, 123, xích chiếc lá mùa xuân, đưa tay mà không cầm micro. À, như vậy, thế nãy giờ, chúng ta thấy có hai bản, 139, nhưng mà có sự khác biệt. Và Huynh Hạnh Phước ha, cũng cho biết sự khác biệt đó. Rích khá dân quá nhà tì năng sắp đọc sau một người nữa hả? Đúng rồi, người đọc trước là tôi với ai nữa, còn người nào nữa đâu? Thấy đưa tay mà không chịu cầm micro. Rồi bây giờ tới cái phần tự vận á, thì khi đó chúng ta biết chỗ nào đúng chỗ nào sai ha. Rồi bây giờ mời xí chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tự nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Tại máy con không có thấy ai đưa tay, con không biết sư đưa tay. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 139. Ra chát tô qua u pa sát găng áp pa kha nhanh nành cha đà ru nằng ba rích khai dằng quá nhà tì nằng phồ gà nằng quá bắp phần cú rằng ra cha tô và u ba sắc gần áp phá khà áp phá khà nhành cha đà ru nằng. Dạ, ca không phải nhà câu 3. Là sao con không hiểu cô? Cô ghi có dấu con đọc không ra. Ca chá không phải quá. Câu 3. Ra chá tô qua u bá sát găng á phát khà nành chá đà ru năng ba rít ca dăng qua nhà tì năng phồ gà năng quá bá phần gú rằng. Con xin câu tích câu 1, câu 2. Ra là trường âm thông thường, chá đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, bá đoạn âm, sát trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp phát là hai trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, năng trường âm nhấn, chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và 2. Ra chá tô qua u pa sát găng áp phát kha năng áp phát kha năng chá đà ru năng
Parikhayan Quanya Tì Năng Phô Gà Năng Quá Phá Phần Gú Răng. Pá là đoạn âm, rít trường âm nhấn, khá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, nhà ti là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô ga là hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, pá đoạn âm, phân trường âm nhấn, cú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4 và 5. Đọc lại câu 3 và 4 chứ. Barik kha dằn quá nhà tìm phô gà năng quá ba phần bú răng. Đọc lại 4 câu. Ra chát tô qua ú bá sát gần áp pháp. Ra chát tô qua ú bá sát gần áp pháp. Kha nành chá đà rú nằng ba rít kha dằn quanh nhà tì nằng phồ gà nằng quá bá phần vú răng ra chá tô qua u bá sát gần áp phát kha nành chá đà rú nằng ba rít kha dằn quanh nhà tì nằng phồ gà nằng quá bá phần vú răng ra chá tô qua u bá sát gần phát khà nằm cha đà ru nằng ba rít khà dằn qua nhà tì nằng phồ gà nằng qua ba phần gú răng ra cha tô qua u ba sắc gần áp phát khà nằm ra cha tô qua u ba sắc gần áp phát kha nành cha đà ru nằng ba rít kha dằn qua nhà tì nằng phô gà nằng qua ba phần vú răng hoặc tai vạ từ vua hay bị trọng tội bà con phải ly tán tài sản bị nát tan là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con mời việc kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 139 ngày hôm nay ạ. Ra chát tô và u bá sắc gần áp phát khà nành chá đà ru năng. Parikha dằn qua nhà tì nằng phô gà nằng qua ba phần gú răng. Ra chá tô qua u ba sa gần áp phát khà nằn chá đà ru nằng. Parikha dằn qua nhà tì nằng phô gà nằng qua ba phần gú răng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ra chá tô qua u ba sa gần áp phát khà nằn chá đà ru nằng. Ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tô, qua là hai trường âm thông thường, ú, bá là hai đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp, phát là hai trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, nhanh là nhấn, chá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, năng là trường âm đọc nguyên âm. Ra chát tô qua u bá sắc gần áp phát khà nành chá đà ru năng. Dạ câu số 3 và câu số 4. Ba rít khá dần qua nhà tì năng phô gà năng qua ba phần gú răng. Bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, nha, ti là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô, ga là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, bá là hai đoạn âm, phân là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, răng là trường âm đọc giọng nguyên âm,
Parikhayang wa nhà ti năng phô gà năng wa ba phần gu răng. Dạ con xin đọc lại ạ. Ra cha tô wa ubasak gang áp phát khả năng cha đà ru năng Parikhayang wa nhà ti năng phô gà năng wa ba phần gu răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Lãng dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rachato wa ubasak gang ap phakhanan cha da ru nang barikhayang wa nyati nang pho ganang wa ba phang gu rang. Rachato wa ubasak gang ap phakhanan cha da ru nang Barikhayang wa nyati nang pho ganang wa ba phang gu rang. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 139 ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Ra cha tô và upasak gần avakha nan cha đù cha đà ru năng. Parikhayang wa nhà tì năng phô gà năng wa ba bàn gu răng. Ra cha tô và ba sắc gần áp ba khà nành cha đà rú năng. Ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tô va là hai trường âm thông thường, ú bá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp là trường âm áp phát là hai trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha tô và úp bá sắc gần áp phát kha nan chá đà rú năng. Câu 3 và câu 4. Parikhayang va nhà tì năng phô gà năng va ba phàn gu răng. Bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dân là trường theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, nha là trường thông thường, ti là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô gà là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, vá bá âm, anh là trường âm nhấn, gú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Parikhayang va nhà tì năng phô gà năng va ba phàn gú răng. Ra cha tô và u bát sắc gần a pha khà nàn cha đà rú năng. Parikhayang va nhà tì năng phô gà năng va ba phàn gú răng. Ra cha tô và u bát sắc gần a pha khà nàn cha đù rú năng. Parikhayang va nhà tì năng phô gà năng va ba phàn gú răng. Hạt tai vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ra cha tô va ha u ba sa gan a pa ca nan cha du ru nang
Parikhayan vanyati nang phoganang va ba phoganang va ba phagurang Rachato va upasagang apakhanan chadurunang Parikhayan vanyati nang phoganang va ba phagurang. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con xin xuống biết có sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ alo. Con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Hồng Mai và cô Kim đã cho con biết tín hiệu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 139. Rajato wa upasakam apakkhanang ca darunang parikhayan vanatinang cô ta năng quá ta phấn ta phấn và phấn lu rằng rất chặt tô quá upasak rằng áp phát khả năng cha đa lu năng parikat yang quá và nát tin năng cô ta năng quá ta phấn và phấn lu rằng. Con xin phân tích ạ. Ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tô qua là hai trường âm thông thường, ú bá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp phát là hai trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, năng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, nha, pi là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, tá là hai đoạn âm, phân là trường âm nhấn, gú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại là Rajatova upas upasak sakang apa apak kanan jadarunang parika yang wa wanatinang puganang wa apemurang. Ya, langsung oke lah. Rajatoba upasakang apa kanan jadarunang parika yang quan nắp tin năng cố gắng năng quá và phát vô rằng. Dạ con xin hết ạ. Có gì chỗ nào sai sót mong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con xin tạm biệt ạ. Dạ Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ con kính ảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ cho cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ con không thấy bài, dạ con vô trẻ, dạ cho con xin bài với không con không đọc được. Dạ, con không thấy bài nên con không đọc được. Dạ.
Dạ thôi giờ con đọc cái phần ở trên online. Dạ cảm ơn cô Minh Phước. Dạ rồi con xin trả bài. Câu 139 ra chato wa upasak gan apak kha nhan cha da nu nan barik kha yang wa nya ti nan pho ga nan wa ba ha ba phang gu ran. Con xin đọc lại. Và chat to wa upasak gan apak kha nhan cha da nu nang barik kha yang wa nya ti nang pho ga nang wa ba phang gu rang. Hà tai và từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rajato wa upasagam, và trường âm thông thường, trá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tô qua hai trường âm thông thường, u đoạn u gần thì giọng. Rajato wa upasagam, áp trường âm nhấn, áp tắc, áp phát phát trường, hai trường âm nhấn kha trường âm thông thường nhanh trường âm nhấn, biết này là trường âm nhấn, trường âm nhấn chá đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Barika yang wa nya ti nang. Xin chào con sám hối, con đọc lại câu số 3. Apakha nyan cha đang hu nang. Ra cha to wa upasak gang apakha nyan cha da hu nang. Ba đoạn âm. Viết trường âm nhấn khá đoạn âm dần, trường âm đập cho giọng ngâm quá đoạn âm. Nhà trường âm thông thường, nhà ti hai trường âm thông thường, năng trường âm đập thì giọng nguyên âm. Barika yang wa nya ti năng pho ga năng wa ba phang gu răng. Pho trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, năng trường âm đọc thì giọng nguyên âm, quá đoạn âm, bá đoạn âm, hoàn trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc thì giọng nguyên âm. Phô gà năng quá bá hoàn cú răng. Đoạn đọc lại 3-4. Bá rít khá dằn quá nhà tì năng phô gà năng quá bá hoàn cú răng. Dạ, xin đọc lại. Ra chato wa upasak gan apakha nhan cha da ru nang barika yang wa nya ti nang pho ga nang wa ba phang gu rang. Ra chato wa upasak gan apakha nhan cha da ru nang barika yang wa nya ti nang pho ga nang wa ba phang gu rang. Hà tai và từ vua hay bị vua vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị tan nát. Dạ, bản dịch của Hà Thượng Thích Minh Châu. Dạ con, dạ con có sai gì xin ngài bắt đầu tràn chỉnh sửa. Dạ con cảm ơn cô Hạnh Phước đăng bài với con. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thầy Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 139. Ra chát tu wa u pa sát gần áp phát áp phát khả năng chát đà ru năng parik khai nhận quát nhà tì năng phù gà năng quá bắp bằng cú răng. Con xin phép đọc lại. Ra cho tu hoa úp bác sắc găng ấp cái chữ này con không biết đọc sao. Ấp pháp khà năng cha đà ru năng Parik khai nhận quá nhà ti năng phù gà năng quá bác pháp nồng quá phần cứu răng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ra chát tu wa u pa sát gần áp pháp khà năng chát đà ru năng. Ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, tu trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, sát trường âm nhẫn, gân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, phát trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, nanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra chát tô qua úp phát gần ấp phát khà năng chát đà rú năng. Câu 3 và 4. Phá rích khá dân quát nhà tì năng phô gà năng quát phá hằng gú răng. Đoạn rít trường âm nhấn, khá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, nha trường âm thông thường, ti trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, và bá đoạn âm, phan trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Parik khai nhận quá nhà ti năng vô ca năng quá phá phần cú răng. Ra chát tu hoa u bá sát gần áp phát khà năng chát đà ru năng. Parik khai nhận quá nhà ti năng vô ca năng quá phá phần cú răng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ra cha tu wa u pa sang gan a phang kha nan cha da ru nang pa ring kha yam wa nya ti nang pu ka nang wa pa hang gu rang. Ra cha tu wa u pa sang gan a phang kha nan cha da ru nang pa ring kha yam wa nya ti nang pu ka nang wa pa hang gu rang. Dạ, hôm nay con vô trễ, con có bị trục trặc hai cái chữ con chưa có biết đọc, xin ngài sửa lại giùm cho con và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân ngài và đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Xin lễ chư tôn thiền đức tăng. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh,
Xin chào chư thiện nam tín nữ. Sa thú Sitina. Khi mà quý vị đọc phân tích trường âm và đoạn âm thì quý vị tự mình nhìn lại cái chữ đó coi nó đúng hay là sai. Quý vị không phân tích trường âm đoạn âm thì quý vị đọc sai cũng được hết. Nhưng mà khi phân tích trường âm và đoạn âm thì quý vị biết là quý vị đọc đúng đọc sai. Trước khi đi vào từ vựng, tức là ý nghĩa của những từ này, thì chúng tôi xin ôn lại. Ra chát tu và u ba sắc gần áp phát khà nành chát đu đà rút nặng ba rích khá dần quát nhà tì nặng phù gà nặng quát phát phần vũ răng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai về trường âm và đoạn âm. Ra chát tu và u ba sắc gần áp phát nành cha đà rút nằng pa rít khai dần quá nhà tì nằng phù gà nằng quá ba phần gã rút vũ răng. Đây là cách đọc thứ hai, chúng ta đọc liền một hơi. Bây giờ đọc lại ha. Ra cha tù và u ba sắc gần ấp phật khà nành cha đà rút nằng pa rít khai dần quá nhà tì nằng phù gà nằng quá bác phần rung bác phần vuốt răng. Ra chá tô và u bác sắc gần ấp thấp khà nằng chá đà rú nằng phá rít khai dần quá nhà tì nằng phù gà nằng quá bác phần vuốt răng. Và trong giọng kệ của quý vị quý vị có nhiều giọng kệ rất là hay, nhưng mà phần đã đóng cửa mấy gà không quậy à. Về giọng kệ thì chúng ta đọc một lần hai câu, và một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai bốn bốn ha. Ra cha tô wa u ba sắc gần âm phát kha nan cha đa ru nặng ba rê kha yang wa nhà tì nặng phù ga năng wa ba phân u rằng. Ra cha tô wa u ba sắc gần âm phát kha nan cha đa ru nặng ba rê kha yang wa nhà tì nặng phù ga năng wa ba phân vu rằng. Hoặc tai vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Hôm nay quý vị coi như giọng đọc quý vị rất là ổn định. Chữ phắc ấp phắc kha nan cha thì cả một cái chữ này chỉ có một chữ cha ở phía sau là đoạn âm, còn phía trước thì ấp là một, phắc là hai, kha là ba, nan là bốn, bốn trường âm một đoạn âm ha. Rồi chúng ta đi vào bộ vận ha. Câu đầu tiên, ra cha tu và u ba sắc gần. Ở đây quý vị thấy câu nào cũng có những cái liên từ qua, cha, quá, quá, bốn câu đều có bốn cái liên từ này. Và bốn liên từ này có nghĩa là và, hay, hoặc. Chữ và, chữ hay, chữ hoặc là những liên từ để nối
bên này và bên, chữ bên này và chữ bên kia. Ví dụ như ra chát tô qua Upasak gần chữ qua, đây là một liên từ, nó nối giữa hai chữ ra chô và Upasak gần. Ra chát tô do cái từ ra chát, ra chát là một danh từ nam tính, áp rành tắc cùng rình gá. Nhưng mà ra ra chát ở đây được chia theo xuất xứ cách số ít, tức là văn chấm ý quy phát tí ê ca quá trần a. Thì ra chát biến thành ra chát tô. Ra chát tô có nghĩa là từ nhà vua, từ nhà vua. Rồi chữ qua hoặc, hoặc chữ qua đây là qua và và chá có nghĩa là hay và hoặc rồi gì đó, đó là những cái liên từ nó nói ha. Từ nhà vua hoặc từ nhà vua cái gì, Upasak gần, Upasak gần do cái từ Upasaka. Upasaka là một danh từ nam tính, ác răng tóc cùng đình gà. Và Upasaka này được chia theo đối cách số ít, đu tỷ giá quỷ phá tí e cà chà ná. Cho nên Upasaka biến thành Upasak gần là sự phiền hà. Sự phiền hà, phiền hà tức là rắc rối đó. Như vậy thì câu này ra chát tô qua Upasak gần hoặc sự phiền hà từ nhà vua, hoặc hoặc sự phiền hà từ nhà vua. Câu đầu tiên ha. Rồi câu số 2. Appakkhanan cha da ru nang, appakkhanan cha da ru nang. Ở đây cái từ appakkhanan cộng với cha và biến thành appakkhanan cha. Appakkhanan do cái từ appakkhana. Appakkhana là một danh từ trung tính, akranta na cùng sakalinga. Và chữ appakkhana được chia theo đối các số ít, dutiya quy phát tí ca quá trần a. Cho nên nó biến thành appakkhanan. Appakkhanan là sự vô tội, sự vắng, sự buộc tội. Sự vu khống, sự buộc tội. Và thêm chữ chá ở phía sau có nghĩa là và, có nghĩa là và, và sự buộc tội, và sự buộc tội. Rồi và sự buộc tội ha. Appakkhanan m có dấu chấm cộng với chữ cha nó biến thành appakkhanan cha. Sự vô khống, sự buộc tội. Rồi sao đa ru năng, đa ru năng do cái từ đa ru và Daruna được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giá quy phát tế ca quá trần á. Cho nên Daruna biến thành Darunang. Darunang có nghĩa là trầm trọng, trầm trọng, nặng nề. Thì ở đây Apakha nành chát Darunang à, sự vu khống nặng nề, hay là và sự buộc tội trầm trọng, và sự buộc tội trầm trọng.
Cái cha này có nghĩa là bà ha. Rồi, câu số 3. Câu số 3, Parikkhayaṃ vaññāti naṃ. Parikkhayaṃ vaññāti naṃ. Parikkhayaṃ do cái từ do cái từ pari này là một tiếp đồng ngữ ha, đi trước cái căn ngữ khi hay là khai giá, có nghĩa là diệt trừ, đoạn trừ. Vậy thì ở đây parikkhayaṃ nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quyền phát tiệt câu quá trình á, cho nên nó biến thành parikkhayaṃ sự tổn thất, sự tổn thất parikkhayaṃ. Rồi chữ quá, chữ quá do cái từ qua, đây là một liên từ cứ nghĩa là hoặc, tức là qua hay là quá cũng có hoặc hay, liên từ này là hoặc hay, hoặc là hay là chữ quá, chữ qua cũng giống nhau ha. Rồi chữ nha ti năng, nha ti năng do cái từ nha tí, nha tí là một danh từ nam tính ý kran ta cùng linh giác, và chữ nha tí được ghi theo sở hữu cách số nhiều sát thí quy pháp tí và hữu quá trình á, cho nên nha tí biến thành nha ti năng. Nha ti năng là của quyến thuộc của bà con, của quen thuộc của bà con. Rồi câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa parikkhayaṃ vaññāti naṃ, hay sự tổn thất về thân quyến, hay sự tổn thất về thân quyến. Rồi câu cuối cùng, khô ga năng quá bắp hằng gắt rụng răng, khô ga năng quá bắp hằng gút răng. Chữ khô ga năng do cái từ khô gá, khô gá nó là một danh từ nam tính akran tapum linh gá, nhưng mà khô gá ở đây được ghi theo sở hữu cách số nhiều sát thí quy pháp thí và hữu quá trình á, cho nên phô ga biến thành phô ga năng. Phô ga năng là của nhiều, của các tài sản, của các của cải, tài sản của cải gọi là phô ga của các tài sản. Rồi chữ quá là hay là hoặc. Rồi bắp phân gú răng, bắp phân gú răng do cái từ bắp phân gú rá, bắp phân gú rá là một danh từ nam tính akran tapum linh ga, nhưng mà bắp phân gú rá được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quy pháp tỷ ê câu quá trình á, cho nên bắp phân gú rá biến thành bằng gú răng. Ba phần gú răng là sự tiêu tán, sự nát tan, sự tiêu tán, sự nát tan. Sự tiêu tán, sự nát tan. Vậy thì câu cuối, khô ga năng quá ba phần gú răng, hoặc sự tiêu tán về các của cải, hoặc sự tiêu tán về các tài sản.
Rồi, câu Phật ngôn 139. Ra chất tu và upasak gần áp phát hà nành chá đà rút nặng bá rít khá dần quá nhà tì nặng phù gà nặng quá bác phần rút rằng hoặc sự viên hà từ nhà vua và sự vũ tội trầm trọng hay sự tổn thất về thân quyến hoặc sự tiêu tán về các của cải. À, ý nghĩa câu Phật ngôn 139. Hoặc sự phiền hà từ nhà vua và sự vô tội trầm trọng hay sự tổn thất về thân quyến hoặc sự tiêu tán về các của cải. Ngài Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. 6. Bị hại bởi lực quyền vua quan. 7. Chịu trọng tội cáo gian. 8. Là giá quyến các hàng phân ly. 9. Là tài sản ra đi. À, chúng ta đã học 5 cái sự tiêu tán rồi ha, 5 cái sự coi như là mất mát đau thương ha. Bây giờ thứ 6, bị hại bởi lực quyền vô quan. 7. Chịu trọng tội cáo gian cáo quan. 8. Là giá quyến các hàng phân ly. 9. Là tài sản ra đi. À, Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thơ Ngũ Ngôn ha, chắc là 5 chữ. Hoặc tái vạ từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Hoặc tái vạ từ vua hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị cắt tan. Rồi, câu Phật ngôn 140 sẽ nói lên cái vấn đề của câu Phật ngôn 137, 138, 139. À, câu Phật ngôn là kết thúc. Mà khi kết thúc thì chúng ta thấy một sự kinh hoàng, một cái chết thương tâm. À, rồi, trong nội dung câu Phật ngôn 139 này, tai vạ từ vua, bị vua quan trọng tội, bà con ly tán, tài sản nát tan. À, quý vị thấy đối với hiện cảnh bây giờ của đất nước, của thế giới, của xã hội, chúng ta có thấy những trường hợp này xảy ra hay không? Mà người ta gọi là tai bay vạ gửi, hoặc là họa quân đơn chí phước bất trùng lai. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không phải là tự nhiên mà có nhân có quả, có nhân có quả. À, chúng ta tạo những ác nghiệp để rồi bây giờ chúng ta cộng trú với nhau, sống chung với nhau, để rồi cảm thấy rằng cuộc đời có đẹp sao? Hả? Cuộc đời có đẹp hay không? Nhưng mà trong cái khổ này, à, chúng ta mới thấy được cái giá trị của sự tu tập. Bởi vì khi mà vượt qua những cái khổ, à, chúng ta mới thấy sự thật. Chứ còn bây giờ chúng ta sống sung sướng thì không thấy được sự thật đâu. Đó, bây giờ thời gian trước là chúng ta cách ly ha. À, chúng ta cách ly. Nhưng mà rồi bây giờ sống chung với dịch. À, chúng ta thấy rằng có chung đụng với nhau. À, chúng ta mới thấy an lạc hay đau khổ. Rồi từ đức vua này, rồi bị vu khống này, rồi bà con ly tán, tài sản nát tan đó. Nó xảy ra nhan nhản trước mắt của chúng ta. Mà cái này có phải là ở trên trời rớt xuống không? Do cái nhân, do cái quả. À, nhân, quả ta đang chịu đây là cái quả. Còn cái nhân là chúng ta đối với những bậc có phạm hạnh, có những bậc có giới đức, à, những người đáng kính, những bậc trướng thượng. À, chúng ta tạo những cái ác pháp đến với những người đó.
Thế rồi bây giờ chúng ta bị tai vạ từ nhà vua, chúng ta bị vu khống, rồi chúng ta bà con phải xa lìa, rồi tài sản thì coi như cũng đổ nón ra đi. Đây là một cái trường hợp mà cái quả nó đã đến với chúng ta. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân khổ. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân của cái khổ. Rồi, xin mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Quý vị khổ, quý vị thấy khổ như thế nào? Khổ bị quyền lực của vua quan nè, khổ bị vu khống trọng tội nè, khổ vì bà con phải xa lìa nè, rồi khổ vì tài sản bị tan nát nè. Rồi bây giờ quý vị sao nghĩ về câu Phật ngôn này? Cái khổ ở trước mặt của chúng ta, vậy thì khi thấy cái khổ chúng ta phải làm gì đây? Thì mời quý vị có ý kiến đi. Ở trong Tứ Diệu Đế thì quý vị biết rằng khổ đế phải thắng trì, tập đế phải đoạn trừ, diệt đế phải tác chứng, đạo đế phải tu tiến. Bởi vì bây giờ cái khổ đường xuất hiện trước mặt của chúng ta này, vậy thì chúng ta phải tìm hiểu về tập đế. Alo, xin mời bàn tay của quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Thời gian của chúng ta cũng nửa tiếng đồng hồ. Quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Khó quá hả? Quý vị cứ nghĩ sao nó vậy đi. Rồi, mời Sĩ Kim. Trời, con xin quý vị có nghe rõ hồi nãy không có bấm nút mạnh đó, không có dồn vô màn ảnh nha. xin lỗi con xin sám hối. Đâu có bấm vô một cái mic đâu mà nghe. Con xin sám hối, xin lỗi các quý các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư Phước Sang, Phước Thạnh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Đối với khi mà sư nói cái tình trạng 2 năm mà cách ly á, thì con ở Mỹ, con không biết nhiều về bên Việt Nam, nhưng đối với con không có gì thay đổi hết. Tại vì con không có nhu cầu đi ra ngoài ha, đi party vẫn để con retire, con ở nhà. Con chỉ cần đồ ăn thôi, thì chợ búa không bao giờ đóng cửa, con cũng đi coi hát bóng hay cái gì, tại không có thì giờ với lại không thích. Thành ra đối với con không có gì khác lạ. Chú khá mới vô kìa quý vị à, lâu quá rồi, chắc mấy con chó chắc giờ nó cũng đi lắm rồi, có nuôi đủ không hay là cho bớt rồi à? Thì đối với con chỉ nhớ cách đây 40 mấy năm khi mà con rời Việt Nam. Thì trước khi mà con rời Việt Nam năm 1978 á, thì con thấy cái vụ mà tai họa từ vua, bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị mất mát, bị nát tan, con thấy rất rõ ràng. Thì lúc đó là không có vua, cái thời mà đã, bây giờ không có vua, chỉ có mấy nước như là nước Anh, nước Monaco vậy đó thì có vua, nhưng mà vua chỉ là cái hình thức để mà đi lễ dự hội thôi, chứ thật ra không có quyền hành, quyền hành cũng vẫn vô trong tay của thủ tướng thôi.
thì con thấy rõ ràng tai họa từ vua, để nói sao, bị vô trọng tội, những người dân bình thường thôi, nhưng mà nếu họ bị cái người khác, mà nhất là 30 tháng 4, những người 30 tháng 4 mà nằm dùng á, thì nó trả thù, nó vô tội này tội kia, rồi tối cái người đó tự nhiên mất tích rồi, không biết đi đâu đó, người nhà không biết đi đâu nữa, không biết. Bà con phải ly tán là chắc chắn rồi. Rồi những người trong lớn trong gia đình đó, những người đàn ông thanh niên thường là trụ cột trong gia đình, thì lại phải đi học tập cải tạo, tài sản bị nát tan, thì một số tài sản thì bị tịch thu. Con thấy những buôn thương, những người như là những người mà tàu ấy, trong chợ lớn đó, thì họ bị đóng cửa hết, tài sản bị tịch thu, luôn cả những người không phải người tàu đó, như mấy tiệm vàng tiệm này đó, thì cũng bị cái đẩy kia. Họ lúc đó thì rất là lạ lùng, ai cũng bị tội hết, con chó cũng bị tội nữa. Hỏi sao con chó bị tội? Vì tại vì con chó lúc mà mấy cán bộ đi làm chuyện gì đó bị chó sủa, thành ra cũng bị tội. Cái này con kể vui vậy thôi, chứ thật ra ngày đó cái nó chưa có thống nhất những về vấn đề chính trị hay gì hết, chuyện gì cũng thể xảy ra hết. Nhưng con thấy là những người không sống được, người ta đi vượt biên, cho con đi vượt biên. Những năm đầu tiên con đi qua bên Mỹ á, trời ơi, với lại trước khi qua Mỹ thì ở đảo, trời ơi, con nhớ nhà muốn chết. Hồi nào giờ đó thì ở nhà nấu cơm ăn, đâu có biết nấu đồ ăn gì đâu, ăn ăn thôi đâu biết, trời ơi, nhớ cái này nhớ cái kia tùm lum hết. Trời ơi, nhiều ngồi đêm, nhiều khi cái nhớ rồi đó thì không biết ngồi khóc nữa. Anh mấy tuổi cũng khóc nữa, ngồi khóc. Nhất là tối mà con nằm trên bao, nhiều khi con nhớ bác con quá, nhớ nhà đó, thì con thấy con nằm trên bao, con thấy con mơ con đi qua Thái Lan, rồi con đi đường bộ về, cái con thăm ba má con. Mà lúc mà ra con thấy công an đó, nó rượt theo con, nó biết con ở Mỹ về, nó rượt, trời ơi con chạy trốn quá trời, con sợ quá, lúc sợ thức dậy mình nảy đầy ướt mồ hôi hết trơn à. Lúc đó là năm 81 đó, trời con nhớ vậy đó, mất cười quá. Thì con thấy con sợ kia, thôi nó bắt rồi. Con chưa bao giờ bị bắt vô tù là học tập cải tạo, con chưa bao giờ vô đó hết. Nhưng mà nếu con vô đó, trời chắc địa ngục ở đây rồi đó. Tại nghe mấy người ta kể, mấy người mà đi thăm chồng ở ngoài Bắc hay đâu, họ về họ kể, ôi giời ơi, nó khổ lắm cô ơi. Hỏi làm sao, con chỉ ngồi nghe thôi, tại con nít mà. Nghe mấy bà đó kể cho chị con nghe, ôi giời ơi, đi cực khổ như thế, ôi giời ơi, cái này đủ thứ hết. Khổ là khổ cực lắm, thấy mấy ổng ôm nhau mà ốm nhôm ốm nhách. Rồi sau đó có những người đi học tập về, có những người vài năm đi về sớm, có những người sau mấy chục năm lại ở Mỹ, thì bà con bên chồng của chị con thì họ kể, trời ơi, cứ thấy con gì mà nhúc nhích là bắt ăn, nó đói như vậy đó. Thì con thấy cái còn tai họa từ vua là từ quan quân đó, những người có chức tước thời đó thì muốn gieo gì gieo, từ cái nơi phản động thôi, nói câu gì cũng bị phản động hết, không biết sao phản động nhiều tội quá. Thì con chỉ biết vậy thôi, tức là tài sản có những người thấy giàu có cuối cùng bị tịch thâu hết, không có tiền tủa, mà còn bị chồng bị bắt vô tù, còn gia đình thì bắt lên dùng kinh tế mới đó. Thì con thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ ai cũng vậy hết. Rồi cái lúc mà sau chừng một năm á, thì sau khi mà đổi tiền đó, thì không còn việc làm. Con thấy một số lớn người ở trong xóm con á, họ đi về quê á, tại vì gạo đem lên trên thành phố, về cái sự mà ngăn sông cấm chợ vậy đó. Gạo ở dưới miền Nam rất nhiều, không được lên trên trong thành phố, thì cấm họ đi buôn gạo mà đi buôn lậu á, giấu trong bánh tét, giả như cái đồ tét đến ú gói để đem lên, mà cũng bị bắt nữa. Rồi khi mà người ta rời đi khỏi nhà đó chứ, thì con thấy nếu mà nhà mà có bằng dách dán hay dách bách điện tôn á, thì người ta gỡ ra hết, gỡ ra cầu tiêu, mà cầu tiêu giật á, thì cũng gỡ ra. Thì có lúc đó còn một số người mà chuyên mua bán ở đó, họ lại mua hết. Rồi còn những nhà mà dách tường á, thì dách tường gỡ không có được, họ đập hết. Trời đất ơi, con đi ra xóm thao, con dòm từ trên xuống dưới, con biết trời, cái chuyện này chuyện gì trời, không thấy nhà cửa, thấy chắc ơi tường thì đập phân nửa, còn phân nửa, còn nhà thì dở ngói hết, còn cái bãi đất nó lia kia,
mà con đi ra ngoài đường á, con lấy trái banh con đá từ bên đây bên kia đó, nói chơi vậy thôi, tức là nó vắng lặng người rất là ít. Con vô trong chợ lớn á, con đi xe đạp con vô chợ lớn á, con coi như thế nào, nó vắng lặng á, nó im lặng, nó giống như là ngày cuối năm Tết á, người ta đóng cửa, người ta ăn mấy ngày Tết rồi sau đó người ta mất coi ngày, người ta mở cửa lại nó chơi tại bên người Tàu, nó bên Bắc Tông á, nó coi ngày đó. Thì cái chuyện mà ngày Tết thì vô trong chợ lớn mà mấy chợ Sài Gòn vậy nó vắng que là chuyện bình thường, nhưng cái này không phải ngày Tết mà vô đó vắng im lặng. Lúc mà bình thường chợ lớn đó, trời đất ơi nó đông lắm, vô chen chút người ta đông lắm, thì con thấy vắng, con thấy một cái gì xót xa vậy. Nhưng mà cái lúc đó biết là con không chưa học pháp, con thấy không có gì mà bền vững á, nó cứ thay đổi như vậy, thấy ấy lắm. Thì con có cảm là con thấy cái sự vắng lặng đó, thấy người ta lo ăn chạy cơm từng ngày, người thì có tiền thì buôn bán, mà bán vàng cũng vậy, bán lậu á, phải lợi chỗ này có mối có men rồi chuyện đưa tiền với nhau rồi đó, rồi lén lút đi tiền của mình mà trong nhà mà sợ họ tưởng dân cấp, phải sợ nếu mà có người biết mình có tiền á, nó nói mình không có đưa tiền hay gì nhà nước vậy đó, trời ơi đủ thứ chuyện hết. Thì con thấy người nào cũng mặc lo hết, chồng con thì học tập cải tạo không biết ở đâu nữa, không biết chỗ nào đi thăm nữa, thôi đủ thứ chuyện hết. Và con chỉ kể nhiều đó thôi. À, tới sư Pháp Trang vô nữa hả, con xin kính chào sư Pháp Trang. À, con chỉ nói cái đó là lúc đó thì con ăn chưa no, lo chưa tới, con không để ý gì hết. Ngày nào con cũng có cơm ăn hết, thành ra con cũng biết điều không có đồ ăn ngon ăn như lúc trước thôi. Ba con cũng đi học tập cải tạo, anh con cũng đi học tập cải tạo, thì đủ thứ hết. Thì con thấy là cũng có đồ ăn ngon cũng ấy, nhưng mà thấy trong trong nhà có một sự gì trầm lặng, nó không có gì mà bình thường, tức là không có nói ra. Nhưng mà nếu mà con nói một vài điều ấy đó, nói ra thật trong cái tâm mình đó, thì má con với đây là chị, mày đừng cái miệng mày im cái miệng mày đi, cái miệng hại cái thân đó, nói nhiều á tối nó bắt mày đi á là mày biết. Thì con biết cái gì đó, nhưng biết cái đó không phải chuyện tốt, con ghét lắm. Thì con thấy từ trên với mấy người nghèo á, người ta ăn bữa nào lo bữa nấy, thì ta cũng cũng bình thường, nhưng mà người ta lo hơn, người ta cũng lo chạy đường này đường kia không biết làm gì. Nhưng mà con biết thật không thấy người nào chết tối á, nhưng mà từ từ người ta bỏ xóm, nó bỏ đi rất nhiều. Cái xóm con đi từ đầu xóm đến cuối xóm, trời ơi nó vắng que, nó kỳ lạ dễ sợ lắm. Con chỉ nhớ như đó thôi. Dạ con chỉ nhớ vấn đề đó, là những sự đó là thì sau này con học pháp thì con biết là ái biệt ly khổ, cậu bắt tương ưng gì đó, cậu bắt như khổ. Cái gì mà mình thương tiếc là mình phải xa lìa thì mình khổ, cái gì mình cầu không được thì mình cũng khổ. Thì con thấy cái điều đó là cái gì mình ghét thì gặp, ghét cái gì thì gặp cái đó. Thì cái đó những sự khổ mà do những quả báo là nhiều cái trước mình tạo, bây giờ mình mới khổ. Nếu mình xâm vào một cái nước nào có tình trạng kinh tế quốc gia tốt đẹp thì mình sẽ tốt hơn, nhưng mà mình sinh vô tình trạng trong thời kỳ này thì mình đã bị cộng nghiệp rồi. Thì lúc đó đâu có học pháp đâu biết gì đâu, cứ người ta lo bộ mình cũng không có vui. Thì lúc đó thì quẩn chứ lắm, đâu có đi học đâu, để lo có ngồi đi tới đi lui không biết nghĩ gì nữa. Cái đầu con lúc đó đâu có bị gì pháp đâu, đâu có sợ, đâu có bao giờ bị chết đói đâu mà sợ. Thì con chỉ nghĩ như đó thôi. Thì con nhớ lại cái đó thì con thấy những người lớn chắc là lúc đó họ rất là khổ sở, nhất là những người đàn bà đó có chồng làm lính mà có con mà nhiều con nhỏ nhỏ đó thì rất khổ. Và nhưng mà con biết khổ bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ đó là chắc họ khổ tại mình không có từng qua cái cảm giác đó, không có chồng có con thì cũng không biết trời đất gì hết, chỉ biết người ta khổ đó, nhưng mà thực sự khổ bao nhiêu thì không có biết. Và con chỉ chia sẻ như đó thôi, không biết nói gì nữa. Trời khổ thì trên cõi đời này cái gì cũng khổ á. Yêu được người ta yêu nhiều cũng khổ, tại biết yêu lại người nào mà không có người nào yêu thương mình cũng khổ, mà có người ghét mình thì cũng khổ, mà không có ai ghét mình thì cũng khổ. Ủa bộ mình cục đá sao không ai ghét mình? Thì đại khái cái gì cũng khổ, bởi vì Đức Phật nói đời là bể khổ. dạ cái này là con chế là thôi. Con nghe người ta nói vậy, con nói lại cho các sư và các quý vị, các cô tư nữ nghe vậy thôi. Dạ
dạ con xin xuống máy à, con xin nhường máy lại cho người khác, từng khi con nói vậy có gì sai con xin sám hối. Dạ con xin trả máy vậy, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. À, quý vị nghe Sĩ Kim nói như vậy có phải không? Đó là những cái gì trong cuộc sống? À, ôn cố tri tâm. À, tức là những cái chuyện đã xảy ra và những cái chuyện ở trước mắt, à, trong cái kiếp sống của chúng ta, thì đó là sự thật. Mà sự thật thì cái khổ luôn luôn nó hiện bày ra trước mắt của chúng ta. Có ai sống trong cuộc sống mà không bao giờ rơi nước mắt không? À, có những khi mà chúng ta phải cố gắng vượt qua cái khổ để mà sống. Thì trường hợp mà Thích Kim trình bày thì quý vị thấy đó có phải là sự thật của cái khổ hay không? Còn nhiều cái khổ còn nó cay đắng chứ không phải là khổ mà một cách mà coi như bình thường như chúng ta đã thấy. Mỗi người có một biệt nghiệp mà cái khổ nó đến với chúng ta phải chấp nhận chứ không thể chạy tránh nó được. Nhưng mà trong cái chấp nhận đó, chúng ta đối diện với sự thật như thế nào, đó là cái bản lĩnh của chúng ta. Cái khổ thì cái quả đến rồi phải chấp nhận thôi. Bởi vì sinh ra làm người trong cái thời buổi bây giờ, tức là chúng ta cũng tạo nhiều ác nghiệp lắm. À, sinh ra trong thời buổi này và sinh ra trong thời buổi này để cộng nghiệp với nhau với một cái dịch của toàn cầu. Mà trong cái dịch đó thì những người ra đi một cách lặng lẽ, à, bà con dòng họ cũng không đưa tiễn nữa. À, có những cái hình ảnh đau thương quan tài đưa đi mà người ta quỳ xuống ta lại bên này đường, không dám tới gần. Và khi mà cái quan tài đưa đi rồi, thật sự ra nói quan tài cho oi, thật sự bó cái bọc ni lông để mà đem đi thôi. Rồi khi người ta đưa về một khu cốt thì không biết cái xương cốt đó có phải là ông bà cha mẹ của mình hay không. À, gạt lệ để mà tiếp đón quý vị thấy. Nhưng mà rồi cũng trôi qua, để rồi chúng ta sống chung với dịch. Và bây giờ như Khổng Tử đã nói, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Vậy thì chúng ta biết như thế nào để đề phòng, để né tránh, để mà hứng chịu. Nó là bản lĩnh của chúng ta trong trường tu tập. Rồi bây giờ mời huynh Hạnh Pháp nè, huynh Hạnh Phước nè, hai vị này, à, có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Cái khổ chúng ta đang hiển bày, vậy thì đối diện với cái khổ này chúng ta phải làm gì? Mời huynh Hạnh Phước ơi là huynh Hạnh Pháp. Quý vị hôm nay đọc bài phân tích rất là chuẩn. Xa thủ, xa thủ. Mời hai huynh này. Alo, xin cho bàn tay. Rồi, xa thủ, xa thủ. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ, toàn thể đạo tràng ạ. Con thì sư hỏi con cũng chẳng biết chia sẻ nhiều. Thì thường thì con thấy thì đối với những cái khổ, nếu mình có trí mà nhìn nhận ra đó là ác nghiệp mà mình tạo ra, thì thường nếu người có trí họ sẽ biết chấp nhận, buông ra rồi nhìn nhận nó, rồi từ nó ta sẽ cố gắng vượt qua, hoặc là ta tìm tạo
công đức hoặc phước gì đó, để dùng cái phước đó, cái công đức đó để mình lấy cái đó mình bù đắp qua từ từ, rồi mình nó sẽ giảm bớt cái nghiệp của mình. Dạ. Còn nếu mà mình cứ đè nén, thấy cái khổ mà đè nén rồi than trời trách đất thì như cái khổ đó nó càng chồng thêm cái khổ này. Tức là khổ hiện tại thì khổ tâm lý mình nó đè, nó làm cho mình áp lực, và nhiều lúc đi tới nhiều người mà không có lối thoát, chọn cách tự vẫn hoặc là đi. Nhưng mà thường không thấy ở đời nhiều khi những người nghèo khổ rồi họ hay than trời trách đất, nhưng không có qua giáo pháp thì thường trách người này người kia rồi đổi thì đổ lỗi, mà không nhìn lại nguyên nhân vì đâu mà mình do khổ nghèo như vậy. Làm ra một số lại đưa đến con đường tội lỗi phạm tội, nó lúng càng sâu rồi mình không có con đường thoát nữa. Sau này nghiệp quả về sau nó càng nặng hơn ạ. Còn nói nhiều lúc trong cuộc sống thực, lúc mình biết cái sự việc đó, biết là nghiệp mình như vậy, mà lúc con cũng buồn, cũng tức, cũng buồn lắm nha. Mình còn con người mà, từ từ là mình cho nó nguôi, rồi mình dùng cái giáo pháp rồi mình chiêm nghiệm lại, rồi mình từ từ vượt qua thôi. Chứ còn con xin hết, con chỉ biết nói vậy thôi ạ. Có gì xin đạo tràng bổ sung cho con ạ. Sa-thu huynh hành pháp. Khổ rồi tới khổ, khổ tới hành khổ, rồi tới hoại khổ, liên tiếp từ cái khổ này tới cái khổ khác. Nhưng mà rồi chúng ta phải bù đắp hóa giải bằng cách tạo nhiều thiện nghiệp. Và do những cái thiện nghiệp này nó cân bằng, rồi cái khổ nó giảm thiểu. Đây cũng là một phương pháp mà huynh hành pháp thực hành và cảm thấy rằng cái đời sống của mình được an vui nha. Sa thủ huynh hành pháp, ý kiến này rất là tuyệt vời và cũng rất là chính xác. Khổ, hãy chấp nhận với cái khổ để rồi chúng ta bù đắp bằng cách tạo nhiều thiện pháp, để coi như khóa lấp đi những cái khổ kia. Anh đây cũng là một pháp môn rất là tuyệt vời. Sa thủ huynh hành pháp. Còn huynh hạnh phước nghĩ sao? Huynh hạnh pháp đã có ý kiến vậy rồi, còn huynh hạnh phước. Alo, xin mời bàn tay, xin được nghe ý kiến của huynh. Khổ, chúng ta phải ứng phó nó như thế nào? Mời huynh hạnh phước. Rồi, thấy em rù. Thôi bây giờ thời gian còn nhiều mà, còn tới 11 phút nữa. Mời Sĩ Hồng Mai xin có ý kiến về câu Phật ngôn 139. Những cái khổ nó hiện bày ra trước mắt của chúng ta thì chúng ta phải xử sự như thế nào? Hãy đối diện với nó như thế nào? Mời Sĩ Hồng Mai. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư sư trí đức, sư Phước Sang, sư Phước Hạnh, sư Pháp Trang, quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, thì trong câu pháp cú này thì con rất là, con cảm thấy là cũng rất là ngủi với mình, và con cũng đã từng trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống từ lúc nhỏ khi lớn lên. Thì con rút ra được kinh nghiệm, vì trong quá trình mà con sống với gia đình đó, lúc nhỏ là
gia đình con là ba mẹ con cũng mất nhiều tài sản lắm, giữ trong tay một xấp giấy tờ nhưng thật sự là không được cái tài sản của mình mà bị mất. Con khổ, vừa mất tài sản rồi những anh chị con thì đi vượt biên thì bị bắt phải cải tạo, thì lúc đó mẹ con rất là quẫn trí luôn. Nhưng bởi vì hồi đó là theo Bắc Tông, mà Bắc Tông thì chỉ là đi chùa rồi cầu khấn này nọ chứ chưa có học pháp, cho nên là cái nghiệp chồng chất nghiệp chưa trả hết nghiệp cũ thì đã tạo nên nghiệp mới, và cũng là làm cho mình cái bản thân mình cũng bị coi như là đau yếu bệnh tật vì những cái nỗi uất, những cái sự mà cầm uất không thể nào mà chia sẻ được, hoặc là chưa vì không có học pháp mình không hiểu được đó là nghiệp quá khứ, mà bây giờ là nó ra quả mình phải chấp nhận nó, và mình phải khi mình phải cố gắng để tạo được nhiều thiện pháp hơn, hoặc là phải buông bỏ khi mà những cái đó không có thể nào mà giải quyết được. Nhưng mà khi mà lúc đó thì như sư cũng rất là khó khăn về kinh tế, về tất cả mọi mặt, rồi con cái thì như vậy thì mẹ con rất là đau khổ, và từ cái đau khổ đó thì đâm ra bệnh tật. Rồi vì cuộc sống khó khăn thì cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bà, và bà chết trong cái, con nghĩ là bà chết trong cái sự đau khổ, và đến tận bây giờ thì con cũng thấy mình đã may mắn vì được gặp được chánh pháp và hiểu được pháp, và con thấy rất là thương mẹ con trong cái hoàn cảnh lúc đó. Và với kinh nghiệm của con á, thì cái gì tài sản thì đã mất nhiều là bằng khác, cho nên là bây giờ cái sự việc mất mát đối với con cũng không có là quan trọng nữa. Mất thì cũng buồn á, tại vì mình vẫn còn là phàm phu, vẫn là cái mình tôi vẫn còn sơ cơ, nên là cũng vẫn có những cái buồn phiền não nó trỗi lên, nhưng mà mình không bị dính mắc vô đó, mà mình biết cách mình buông ra cho nó nhẹ hơn. Hoặc là những khi con gặp cái vấn đề gì khó khăn, con sẽ cố gắng con tìm cách giải quyết, nhưng mà nếu không được thì con buông nó ra, thì cái tâm con thảnh thơi. Thì khi con cảm thấy là cái tâm mình nó thảnh thơi á, thì con nhận chân ra được cái sự việc đó như thế nào, cách giải quyết như thế nào cho nó ổn thỏa. Thì vì được học cái diệu pháp nên con cứ nghĩ rằng tất cả những cái việc đến với mình là đều là bài học cho mình, đều là do pháp nó vận hành, thì pháp là nó đã có đầy đủ những cái hay của pháp, và những cái mà mình cần phải học và mình cần phải bổ cuộc sống vào trong cái thời gian tu tập của mình, và qua đó thì con rút được kinh nghiệm. Qua những bài học thì con hiểu được khi gặp những cái bất như ý thì mình phải như thế nào, mình phải có sự sáng suốt, mình phải có trí tuệ trong đó, mình phải có từ sự tu duy để khi mà gặp những cái mà khó khăn á, thì mình rút ra được cái kinh nghiệm trong cái bài học đó là như thế nào, để cho nếu mà mình gặp lại lần nữa thì cái tâm mình nó quân bình hơn, nó không bị sao động, nó không bị rúng động khi mà những cái bất tội nguyện đến với mình, và những cái sự việc mà mình mong muốn nó không đến. Và con cảm thấy là lúc này thì con đỡ hơn, bớt dính mắc hơn. Mặc dù gì cũng còn phiền não, vẫn còn tham sân si, nhưng mà mình cảm nhận được nó và buông được từ từ, cho nên con cảm thấy là những gì mà Đức Phật giảng dạy rất là thâm thúy. Không thua là mình phải suy tư, vừa pháp học mình phải áp dụng vào pháp hành, và phải hiểu rõ những cái gì mình học áp dụng vào thực tế, thì con cảm thấy là nó đỡ hơn, nó khỏe. Những khi mà mình không có biết về pháp, mình không có áp dụng học vào hành, và nhờ đó thì lúc này con cũng đỡ phiền não hơn, và con chấp nhận những gì đến với con, mặc dù trong giai đoạn đầu thì nó vẫn còn rúng động nhẹ, vẫn còn rúng động, nhưng mà nó không có dây dẫn, và không có, con không có bị cuốn hút theo nó, thì con cảm thấy cái tâm con nó đỡ hơn, quân bình hơn, và có thể lấy lại được cái sự an vui
trong cuộc sống này, mặc dù những khó khăn vẫn còn trước mắt chứ không có suy giảm, nhưng mà cũng nhờ học Phật pháp con có được một cái và có được một cái chỗ dựa chắc chắn để mà con nương theo đó mà con học tập tu tập để dần hoàn thiện mình hơn. Dạ thưa sư, con chỉ có những kinh nghiệm thôi, dạ, có gì gì thì xin sư bổ sung giùm con, xin sư chỉ dẫn giùm con ạ. Dạ con xin xuống mic, xin cảm ơn sư, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con định để sư tại vì hồi nãy là con chuẩn bị đi làm, dạ con phải đi làm sớm cho nên thì con hồi nãy đi tắm rửa rồi thắp nhang tụng kinh cho nên giờ con lên lại con có nghe mà cho nên thì bây giờ hồi nãy có hỏi cái câu về khổ, đó là cái câu pháp cú 138 thì con cũng có câu 139 chứ. Dạ câu 139 thì sau đọc xong á thì Phật tai vả từ vô hay bị vu trọng tội bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Ngoài cái tai họa từ vô thì con nhìn vô là cái trong bốn câu này thì nó hoàn toàn nó dính vô vào cái ái thủ hữu, đó là mình mình vướng víu vô cái mình cần, mình cảm thấy cái đó là của mình cho nên mình mới đau khổ vì nó. Cho nên thì những cái đó do mình bây giờ mình vẫn còn là phàm phu, mình vẫn còn rất vô minh mà, cho nên thì những cái này thì nó mình sẽ vướng víu rất nhiều thôi. Giống như huynh Hạnh Pháp có nói thì ngoài mình phải tạo phước lành, mình phải tạo nghiệp lành thì có cái là mình còn phải tu học tu hành, như cô nãy nó nói là tu học tu hành thì theo con học được mấy lâu nay thì hành là phải có chánh niệm thì khi mọi thứ xảy ra xung quanh của mình phải nắm bắt được, mình phải biết nó là đang xảy ra như thế nào rồi mình mới có thể là làm việc để cố gắng tránh bước đi tạo nghiệp chứ cứ mọi thứ mình cứ đi trong u minh, mình không có nhìn thấy rõ được nhiều cái thì ít nhất những cái nào mình có thể nhìn thấy được mình có thể né được chứ không có để nó tạo thêm nghiệp ác. Mình ngoài mà làm cố gắng làm tạo nghiệp lành thì đừng có tạo thêm nghiệp ác. Còn về cái ái thủ hộ hồi nãy thì con nói á, thì cố gắng mình đã được có phước lành để được theo học Phật học rồi thì mình học thì mình phải hành theo, mình cố gắng để không có bị cái đó cuốn hút theo nhiều thôi. Chứ bây giờ cũng giống cái cô hồi nãy nói là mình vẫn còn rất phàm phu, mình vẫn còn vướng víu vào, nếu mà mình không có cái này thì mình đang sống trong cái vòng xoáy cuộc đời mà, thì sao mà mình thoát khỏi được cái đó. Thì khi mình làm ai cũng vậy thôi, mình phải có cái bước đầu tiên, ít nhất là mình phải có hành động chứ không phải là nói không hoặc là cứ tưởng tượng không. Cái đơn vị cái tưởng tượng hoặc là nói không nó không có ra được cái gì hết, mình chỉ có hành thôi, chỉ có làm thôi. Và mình đã có suy nghĩ phải làm theo như vậy, đã có Đức Phật hướng dẫn theo như vậy rồi, có đường lối rõ ràng thì mình đi theo ánh sáng của Phật thôi. Chứ bây giờ là trong khi là xung quanh của mình rất
là tối, rất là mịt mù. Bây giờ có một luồng ánh sáng mình còn không biết đi theo nữa, thì cái đó là cái sự ngu si của mình. Dạ con xin hết ạ. Sa thủ sa thủ huynh hạnh phước. Huynh hạnh phước đã nói rõ trong những câu Phật ngôn này. Ai thu hữu là câu Phật ngôn 137, 138, 139 là nói lên cái quả, à, cái quả tức là cái khổ nó hiện bày. Và cái nguyên nhân của cái khổ là câu Phật ngôn 137, ai thu hữu ha. Và câu Phật ngôn 140 cho chúng ta thấy sự thật, à, qua hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên. Tức là giải quyết luôn câu 37, 38, 39, à, câu 40 là cho chúng ta một cái sự thật, à, để cho chúng ta thấy rằng, à, bây giờ đang hiện diện với cái khổ thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân. Mà nguyên nhân là huynh hạnh phước đã nói là ai thủ hữu trong cái câu Phật ngôn 137. Rồi còn câu Phật ngôn 140 sẽ kết thúc. Và chúng ta thấy rằng sự thật cũng là sự thật, dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, sự thật vẫn sáng tỏ. Sabbha pasa karanam kusala suva sampada sakitta pariyoda padang etam hana sasanam. Chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị kiêu Phật giáo. Tức là không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, chư Phật giải đoạn. Đó là thật. Mà sự thật thì muôn đời vẫn sáng tỏ, à, muôn đời vẫn sáng tỏ. Chứ chúng ta vì thời gian, à, vì hoàn cảnh, à, cho nên chúng ta không thấy được cái sự thật. Cái sự thật là muôn đời, à, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai cũng đều siêng dương, không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. À, sa thú, thời gian cũng đã trôi qua. Những câu Phật ngôn này là những cái pháp môn để chúng ta nhìn vào sự thật và coi tâm của mình là tu tập được bao nhiêu. Đó là điều quan trọng. Rồi. À, với Phật đình trong bài học có những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành quốc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền chỉ cần giác được giác và tinh quan tinh chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê ngã sát cho quát chê nát sốt thủy bố phố tụ sắp ở đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lịch và đạo tràng pháp hộ hiện hữu trí thức luôn được an lành trong anh hào quang. À, xa thủ, à, rất là tri ân quý vị có những ý kiến, có những sự nhận định và có những cái sự tu tập để nói lên, à, cái sự tu chứng của mình, à, rất là trân trọng. Xin ghi vị, à, à, bây giờ càng thành kính tri ân và tạm biệt quý vị.